Ừ, thầy trò chúng ta làm một câu được trích trong đề thi vào lớp 10 chuyên hóa đề như sau. Tôi cháy hoàn toàn 0,1 mol một hydro carbon A. Sản phẩm thu được sau vẫn gồm có CO2 và nước. Được hấp thụ hoàn toàn bởi 400 lít dung dịch BaOH2 lần 0,5 m. Thay khối lượng bình lúc sau vẫn tăng thêm 18,6 gram và có 19,7 gram kết tủa. Yêu cầu chúng ta là xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo có thể có của A. Rồi bây giờ bạn nghe kỹ nha. Ở đây các bước gọi công thức thì các bạn tự gọi nha. Ở đây thầy gọi công thức hợp chất hữu cơ là hydrocarbon là CH2 để tác dụng vô oxy. Chúng ta tạo ra CO2 cộng H2O. Ở đây chúng ta cân bằng lại carbon Y trên 2 H2O. Hệ số oxy nhớ thầy là nó sẽ là bằng X cộng Y chia 4. Rồi tiếp tục. Số mol của hydrocarbon là 0,1. Mình sẽ chuyển cho CO2 là 0,1X. Chuyển cho nước là 0,05Y. Đó là mol. Rồi tiếp tục này. Người ta hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy qua BaOH lần thì thấy khối lượng bình tăng sau vẫn là 18,6 gram. Như vậy khối lượng bình tăng là khối lượng của chất nào em ơi? Của CO2 và nước. Đó rồi. Khối lượng bình BaOH lần tăng là bằng khối lượng CO2 cộng khối lượng nước. Rồi chúng ta tương đương. 44 nhân cho 0,1 cộng 18 nhân cho 0,05 y và bằng 18,6. Từ đây em sẽ tìm được biểu thức đó là 22 2,2x cộng cho 9 y. Được 0,9 y đúng không em? Từ từ nhầm rồi. Ở đây mình sẽ là 4,4x cộng cho 0,9 0,9 tôi thấy. y bằng 18,6. Ta rút gọn luôn đi. Nó sẽ là 44x cộng 9 y bằng 186. Đây là một la mã. Em cần thiết lập một phương trình nữa. Chia đi, coi như bài toán sẽ là xong thế thôi. Mà muốn làm điều đó thì chúng ta ngay kỳ. Ở đây chúng ta muốn vậy thì chúng ta chỉ cần tìm x là đủ. Mà dữ kiện chúng ta nhớ thầy này. Dữ kiện mà cho BaOH lần mà có tủa thì đó là dữ kiện tìm CO2. Mà làm rất là nhiều rồi. Phải nhớ điều đó. Chúng ta có như thế này. CO2 đi tác dụng với BaOH lần. Chúng ta có đánh giá mol BaOH lần với mol tủa không em ơi? Có chứ đúng không? Kinh nghiệm thấy rồi mà. Mà BaOH lần là lấy 0,4 nhân cho 0,5 là bằng 0,2 mol đúng không em? Tiếp. Nó như thế nào với mol tủa em ơi? Mol tủa chúng ta là mol BaCO3. Em lấy 19,7 chia 197 thì nó sẽ bằng 0,1 mol. Được chưa nào? Như vậy chúng ta thấy mol 3OH2 lần lớn hơn mol BaCO3. Như vậy bài toán chúng ta sẽ có hai trường hợp. Trường hợp 1 đó là dung dịch chứa BaOH lần dư. Đó. Rồi, cái đó chúng ta có phương trình đó là CO2 cộng BaOH lần để tạo thành tủa BaCO3 cộng H2O. Số mol đây là 0,1. Chuyển qua bên này đây là 0,1. Đây 0,1. Cái đó mình có mol CO2 bây giờ bằng 0,1x mà bằng 0,1. Từ đây em rút ra được x bằng 1 đúng không em ơi? X bằng 1 thì cái đó một la mã chúng ta sẽ tương đương với 44 nhân 1 là 44 cộng 9y bằng 186. Từ đây bạn rút ra cho thầy bằng bao nhiêu?
15 giây thứ ba à, 15 phẩy 77 gì đó. 15,77. Thì hôm nay chúng ta loại ha. Cái kiến gì không em ơi? Dạ không ạ. Rồi xét trường hợp 2. Rồi trường hợp 2 đó là dung dịch chứa BaH2 tất cả hai. Thế bạn thấy bài này chúng ta có nên xét hai trường hợp hay không? Bởi vậy tại sao là như vậy? À, đang, ta đang xét hai trường hợp đó. Thế em có xét hai trường hợp không? Hai trường hợp mà dung dịch chỉ chứa, Ừ. em xét hết thầy cho chọn điểm. Đúng rồi. Nếu mà bạn có thể dự đoán được chính xác là đây, nếu mà đề hiểu này, nghe kỹ nha. Cái bài toán này vẫn nhắc lại một lần nữa này. Khi nào người ta cho BA là dư thì nó chỉ tạo tổ thôi. Còn nếu không thì nó thông thường nó sẽ tạo hai muối. Và chúng ta lưu ý là chúng ta vẫn xét hai trường hợp nha, bởi vì có thể là cả hai trường hợp đều có nghiệm đấy. Nếu bạn xét trường hợp kiểu kia, trường hợp 2 mà không xét trường hợp 1 có khi là không có điểm tối đa đâu. Hãy nhớ điều đó. Đó là cái chỗ mình nhấn mạnh trong bài toán này, 01. 01 và đây là 01. CO2 cộng cho BaOH tất cả hai tạo ra muối axit nè, cân bằng là 2, được chưa nào? Rồi tiếp tục, mol BaOH lần ban đầu là 0,2, vẫn đây 0,1 thì dư lại 0,1, chỉ qua đây nó là 0,2. Như vậy khi đó mol CO2 chúng ta bây giờ sẽ bằng 0,1 x và bằng 0,1 cộng 0,2. Từ đây em sẽ suy ra được x là bằng 3. X bằng 3 thì chúng ta dựa vào một la mã tương đương 44 nhân 3 cộng 9y bằng 186. Từ đây em tính cho thầy y bằng nhiêu? Sao không? Bằng 6. Đó. Như vậy công thức bây giờ là C3H6. Công thức phân tử là C3H6. Rồi chúng ta nghe chị, đối với hydrocarbon thì bạn trả lời cho thầy hai câu. Đầu tiên là mạch và liên kết, nó là chứa liên kết gì hoặc vòng như thế nào. Bây giờ trong trường hợp này mạch thì người ta không cho, tức là chúng ta phải xét hết. Rồi tính nhanh thì chúng ta biết là K ở đây là bằng pi cộng V, nó sẽ bằng 2 nhân cho số carbon là 3 trừ đi số hydro là 6 cộng 2 tất cả chia 2. Ở đây mình tính nó bằng 1. Có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là pi bằng 1, tức là có một liên kết đôi CC. Quay về cái bài đầu tiên. Trường hợp 2 là V bằng 1. V bằng 1 thì có vòng ba cạnh thế thôi. Tiền hydro nữa là xong. Và theo đánh giá của mình thì mấy cái này thì khá là quen thuộc. Cuối cùng của bạn cũng quay về công thức cấu tạo. Đó là cái điều mà chúng ta rất là dễ hiểu. Ok, và đây là một câu hỏi dễ em nha, không khó một chút nào hết. Tuy nhiên bài toán này thông thường chúng ta bị mất điểm là nhiều bạn á, nhiều bạn là xét luôn trường hợp 2, bỏ trường hợp 1 và dẫn đến chúng ta không có điểm nha.